Cảm ơn quý vị đã liên tục theo dõi những bản tin vừa rồi của chúng tôi. Và bây giờ, Băng Châu xin được trở lại với bản tin đầu tiên trong phần tin Việt Nam và đời sống. Việt Nam Airlines điều chỉnh đường bay tránh xa không phận Iran và Iraq. Mối căng thẳng tại Trung Đông đang diễn ra sau khi Iran phóng quả tiền đạn đạo vào căn cứ quân sự Hoa Kỳ tại Iraq. Việt Nam Airlines vào hôm 8 tháng 1 cho biết, hãng này sẽ chuyển hướng các chuyến bay từ Việt Nam đi châu Âu, tránh xa các khu vực có thể bị ảnh hưởng. Theo lịch trình, các chuyến bay của VNA đi châu Âu mặc dù không bay qua không phận Iran và Iraq, nhưng để bảo đảm an toàn thì hãng vẫn tiếp tục điều chỉnh các đường bay tránh xa khu vực này. Theo hãng thông tấn Reuters cho biết, một vài hãng hàng không Hoa Kỳ cũng đã thông báo điều chỉnh đường bay trong ngày 8 tháng 1 sau khi Cục Hàng không Liên bang ra lệnh cấm các hãng hàng không Hoa Kỳ bay qua khu vực hiện đang có mối căng thẳng vừa nêu trên. Cũng trong ngày, hãng tin AP cho biết các hãng hàng không thương mại khác như Air France Australia, Malaysia Airlines, Singapore Airlines đều đã ngừng tất cả các chuyến bay qua không phận của Iran và Iraq. Vấn nan trong phần tin Việt Nam là tin ông Lê Thanh Hải bị xem xét kỷ luật liên quan tới vụ Thủ Thiêm. Nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn ông Lê Thanh Hải bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét đề nghị kỷ luật vì những sai phạm trong dự án khu đô thị mới tại Thủ Thiêm. Khu vực Thủ Thiêm ở Sài Gòn bị giải tỏa từ năm 2002 để xây khu đô thị mới, khiến khoảng 15.000 gia đình dân phải di dời. Tuy nhiên, hàng trăm gia đình tại đây đến giờ vẫn đi khiếu kiện ra Trung ương vì cho rằng việc giải tỏa đền bù không hợp lý, không đúng chủ trương của chính phủ. Kết luận của Ủy ban Kiểm tra cho biết rằng, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Cán sự Đảng mà đứng đầu là ông Lê Thanh Hải đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn tiền và tài sản của nhà nước. Kết luận cho rằng, những sai phạm này đã ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống một bộ phận nhân dân thành phố, gây bất an trong xã hội. Ngoài ông Lê Thanh Hải, còn có 5 lãnh đạo cấp cao khác của thành phố bị xác định có sai phạm. Nga xác nhận 8 người Việt Nam bị thiệt mạng trong vụ cháy ở Moscow. Giới chức của Nga xác nhận có 8 thi thể được tìm thấy trong vụ cháy tại Moscow vào hôm 7 tháng 1 là người quốc tịch Việt Nam và không cư trú hợp lệ ở Nga. Đại diện chính phủ Nga ông Anatoly Supunovsky đã xác nhận nguyên nhân gây ra hỏa hoạn tại khu nhà trồng rau ở làng Nesterovo thuộc quận Ramansky trong lúc các nạn nhân đang làm việc là do chập điện và cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự cũng như tiến hành cuộc điều tra. Vụ cháy xảy ra vào lúc 5 giờ sáng giờ địa phương hôm 7 tháng 1 ở phía đông thủ đô Moscow và lan rộng trên diện tích 240 m². Đám cháy được dập tắt hoàn toàn sau 8 tiếng đồng hồ. Thông tấn xã Việt Nam dẫn nguồn tin từ cảnh sát Nga cho biết 8 người thiệt mạng gồm có một phụ nữ và 7 người đàn ông. Một người phụ nữ khác bị bỏng nặng và được đưa đến bệnh viện điều trị. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đã yêu cầu Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tiếp tục cập nhật thông tin cũng như sẵn sàng các biện pháp trợ giúp. Hết thuốc viện trợ, người nghèo bị ung thư ở Việt Nam chỉ chờ chết. Chương trình viện trợ thuốc Clovis điều trị ung thư bạch hầu kết thúc kể từ đầu năm 2020, khiến không ít người bị bệnh ung thư, nhất là dân nghèo, rơi vào tình thế khó khăn hơn. Theo báo Tuổi Trẻ, thuốc Clovis dưới sự quản lý của Bộ Y tế thông qua các chương trình viện trợ nhằm hỗ trợ điều trị ung thư bạch cầu tại 7 bệnh viện lớn ở tại Việt Nam. Việc mất đi nguồn thuốc này đã khiến cho nhiều người bị bệnh, đặc biệt là bệnh nhân ung thư nghèo, phải ngưng sử dụng thuốc. Thậm chí một số nơi hết thuốc, bảo hiểm y tế khiến người bệnh phải mua thuốc từ phía chợ đen với giá rất cao. Tình trạng này từng xảy ra hồi năm 2018, đã khiến hơn 2.000 bệnh nhân đang điều trị bằng thuốc này bị ảnh hưởng. Trực tiếp bị ảnh hưởng trong vấn đề này, một bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Truyền máu huyết học tại Sài Gòn cho biết thêm. Mặc dù bảo hiểm y tế hỗ trợ 40% chi phí, nhưng với 60% chi phí viện trợ còn lại, nếu muốn có thuốc uống, người bệnh phải trả tới 1.2 triệu đồng một ngày. Chi phí quá cao nên nhiều người bệnh phải ngưng dùng thuốc do không đủ tiền để mua. Đức Giáo Hoàng đồng ý hôn linh má một nữ tu. Kính thưa quý vị, Đức Giáo Hoàng Francis, người mới hồi đầu tuần tháng này đã giận dữ tát vào cánh tay của một người phụ nữ đã kéo ông.
đã có một phản ứng khác vào ngày thứ Tư, 8 tháng 1, khi một nữ tu hỏi ông có thể hôn cô không. Ông nói đồng ý nhưng yêu cầu thì cô đừng cắn. Cuộc trao đổi diễn ra khi ông bắt đầu buổi lễ nói chuyện với công chúng hàng tuần của Đức Francisco. Khi ông bước vào hội trường lớn, một nữ tu hào hứng đã hỏi ông như trên bằng tiếng Ý. Câu trả lời của Đức Giáo Hoàng đã khiến khán giả vui cười, thích thú. Sau đó thì ông hôn lên má của người nữ tu. Được biết, vào tuần trước khi chào đón khán giả cũng tại Vatican, một người phụ nữ châu Á đã kéo tay Đức Giáo Hoàng và bị ông tức giận tát liên tục vào cánh tay của cô để cô phải thả ông ra. Sự việc này đã gây ra nhiều chỉ trích trên toàn thế giới. Và một bản tin giải trí cho biết, nhà biên kịch Silvio Hodder bị nghi tự sát. Thi thể của Silvio Hodder, nhà biên kịch nổi tiếng với phim Ugly Betty, được tìm thấy tại một nhà nghỉ tại Miami hôm 7 tháng 1, nghi là tự sát. Và theo kết quả điều tra ban đầu cho biết, thì Silvio Hodder, 45 tuổi, chết vì một vết thương do súng. Cảnh sát nhận định nhiều khả năng là anh tự sát. Nhiều nguồn tin cho biết thêm, nhà biên kịch kiêm sản xuất phim nghiện ngập trong nhiều năm, Silvio Hodder sinh năm tháng 8 năm 1974 tại Miami, là nhà biên kịch người Hoa Kỳ gốc Cuban. Anh nổi danh nhờ vai trò biên kịch và sản xuất series Ugly Betty, chuyển thể từ phiên bản Usual Betty, là phim của Colombia. Bộ phim được phát sóng trên kênh ABC, kéo dài 4 mùa từ năm 2006 đến 2010 và giành 2 giải quả cầu vàng cho series truyền hình hài, âm nhạc và nữ chính xuất sắc. Thông báo tìm người. Ông Triết Nguyễn, 78 tuổi, đi lạc từ sáng thứ Hai, ngày 6 tháng 1 năm 2020, cho đến nay chưa về nhà. Khi đi thì ông lái xe Nissan Rouge màu trắng, bản số xe là AE36R54. Ông Triết Nguyễn bị bệnh mất trí nhớ, dementia và severe heart problem without his medication. Nếu ai tìm thấy ông Triết Nguyễn, xin gọi cảnh sát hay gọi cho cô Janine Trang Nguyễn 714-928-7120, 714-928-7120. Kính thưa quý vị, bản thông báo vừa rồi đã kết thúc phần tin thời sự trong ngày của đài CBN trên băng tầng 18.14. Chúng tôi xin kính chúc quý vị có một ngày thật an bình và hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào tạm biệt quý vị.